kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Bộ phim hiện đại Tiểu Nhật Tử, sau thời gian hậu kỳ, đã chính thức có lịch phát sóng trên Đài Đông Phương, Đài Chiết Giang và chiếu online trên app Tencent. Phim do Trần Hiểu và Đồng Dao diễn chính. Ngoài ra phim còn có sự xuất hiện của Kiều Trấn Vũ và Dĩnh Nhi. Ngay sau khi lên sóng tập đầu tiên, Tiểu Nhật Tử đã xuất hiện trên Hot Search của Weibo. Trần Hiểu và Đồng Dao đều là những diễn viên thực lực và là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim truyền hình. Trần Hiểu sinh năm 1987, xuất thân từ Học viện Hí kịch Trung ương. Các tác phẩm nổi bật: Thần Điêu Đại Hiệp, Lục Trinh Truyền Kỳ, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, Mộng Hoa Lục, Băng Vũ Hòa và các tác phẩm khác. Đồng Dao sinh năm 1985, xuất thân từ Học viện Hí kịch Trung ương. Các tác phẩm nổi bật như Ý Chuyện, Đại Giang Đại Hà, Kiều Gia Đại Viện, 30 Chưa Phải Là Hết và các tác phẩm khác. Bộ phim hiện đại Tiểu Nhật Tử xoay quanh câu chuyện hôn nhân đang bên bờ vực đổ vỡ của Cố Mạt Lị và Hòa Chu Kính. Trần Hiểu vai Hòa Chu Kính, Đồng Dao vai Cố Mạt Lị. Cố Mạt Lị và Hòa Chu Kính là một trong rất nhiều người trẻ từ tỉnh lẻ tới Thượng Hải, lập nghiệp và cố bám trụ lại thành phố phồn hoa này. Tuy nhiên hiện thực bủa vây, cơm áo gạo tiền dần bào mòn tình yêu của cả hai. Bất đồng từ những chuyện vụn vặt, đến việc mua nhà, mối quan hệ với bố mẹ hai bên, cho đến bất đồng quan điểm giữa hai người. Tuổi thơ của Cố Mạt Lị và Hòa Chu Kính đầy rẫy những khủng hoảng, và khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, cặp đôi mới nhận ra rằng đó là lỗi của chính họ. Sau khi trải qua giai đoạn cân nhắc ly hôn, cả hai quyết định ly hôn và hàn gắn lại mối quan hệ trong gia đình. Trưởng thành luôn đi kèm với thất bại. Sau khi ly hôn, cả hai gặp phải khủng hoảng lòng tin, khủng hoảng tài chính, điều này cũng khiến họ hiểu rõ hơn trách nhiệm gia đình của mình. Khi vấn đề được giải quyết, cả cha lẫn mẹ cũng hiểu rằng họ nên học cách buông bỏ và để con cái tự mình lớn lên. Cuối cùng, Cố Mạt Lị và Hòa Chu Kính đã hòa giải và tái hôn, cùng nhau tiến về phía trước. Bộ phim hiện đại Tiểu Nhật Tử với sự tham gia của dàn diễn viên Trần Hiểu, Đồng Dao, Tát Nhật Na, Dĩnh Nhi, Kiều Trấn Vũ, Du Hạo Minh, Đỗ Hải Đào, Nhạc Hồng, Vương Viện Khả và các diễn viên khác. Phim đã lên sóng giờ vàng đồng thời trên hai đài Đông Phương và Chiết Giang từ ngày 14 tháng 3 và chiếu mạng Tencent mang tên Cuộc Sống Gia Đình Nhỏ. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Sticking by myself.